Thưa quý vị, tại các tỉnh phía Nam, biến thể phụ BA.5 dần chiếm ưu thế. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có đến 80% bệnh nhân được giải trình tự gen nhiễm biến thể này. Bổ sung kháng thể bằng tiêm vaccine COVID-19 để sống an toàn trong dịch là biện pháp rất cần thiết. Liên tiếp trong 2 tuần qua, mỗi ngày cả nước ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, số ca nặng phải nhập viện, thở oxy cũng tăng. Số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng, có thể gây quá tải hệ thống y tế. Nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác như cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang trong mùa cao điểm. Các địa phương theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay tại cửa khẩu với các dịch bệnh mới. Cũng tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.